Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Trussier đã cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3. Huấn luyện viên Trussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì chưa đáp ứng được sự kỳ vọng về mặt thành tích của đội tuyển. Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, sự đóng góp của huấn luyện viên Trussier trong thời gian qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúc ông cùng gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Như vậy, hợp đồng 3 năm rưỡi giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Trussier đã kết thúc sớm, chỉ sau 1 năm làm việc.